Có page đề mà chẳng có tên. Lần sau nhớ làm theo cái template cô bảo nhé. Ok, Dear Mr. Susan. Rồi, biết luôn tên của nhà tuyển dụng. I'm David, I'm 23 years old, and I'm from Nha Trang. I graduated, ôi dồi, graduate Tế Quốc Dân University là gì? Tại sao lại có cái tiếng Anh ở Ấn Việt ở đấy? Lưu ý nha, National Economic University, chưa? In 2022, with a bachelor degree in business administration. Nhớ về chính tả nha. Tên ngành của mình là phải tuyệt đối nhớ đúng chứ nhá, không viết sai chính tả những cái này mất điểm oan uổng. I have got an IELTS 5.5 certificate, này được rồi, chứng chỉ IELTS 5.5 with over 2 years, với 2 năm kinh nghiệm à. Together, cùng với, together with, cùng với, không còn over nữa, together with 2 years of working experience. Rồi, as a hotel manager, là được rồi. At a 5-star hotel, ok. I read your information. Tôi đọc một cái thông tin online à? Mình sẽ không nói như thế này nhé. Mà cái mục đích của cái lá thư này của mình là hỏi về về cái việc này, thì em chỉ cần nói là mình interest vào cái position này thôi. Và cái mục đích của mình viết lá thư này để mình hỏi, thì mình tránh viết như này gây bị lặp lại. Có thể nói là sao, ví dụ I'm writing I am really excited to know that. Tôi rất là phấn, rất là hứng, hào hứng đúng không? Rất là quan tâm nếu mà khi mà biết rằng là bạn đang cần tìm một cái vị trí manager trong cho cái nhà hàng của bạn đúng không? That you are looking for a manager for your restaurant. Đấy. Rồi, và tôi viết cái lá thư này thì được. And I am writing this email to letter, đúng không? Ở đây người ta yêu cầu là letter to ask you for some information about this position. Ok, được, đấy, thế này, được. Rồi, I could like to know, xem có good line ở đâu chưa. Chưa có, cũng được. I can't know what ok, hoặc là có thể như này. I could appreciate it if you can share with me more information and requirement of this position. Đấy. Rồi, hỏi thêm về khi nào tôi có thể làm việc, thì có thể là I also could like to know, mở rộng ra hơn để thể hiện hiểu bài hơn, thì thay vì hỏi đơn thuần là when will I start the work, thì có thể là hỏi when a successful candidate can start the work. Đấy, khi nào một cái ứng cử viên trúng tuyển mà có thể làm việc. Tóm lại là khi nếu mà trúng tuyển thì khi nào có thể làm việc ấy, đúng không? Rồi hỏi thêm về
mặc đồng phục đi, ví dụ là be shy thay vì can you, không formal thì dùng là could you, đúng không? Could you tell me if I have to wear uniform? Đấy. Hoặc là I could be grateful if you could give me more detail about, đây, salary. Được chưa? Cái câu của em rất hay, nhưng mà mình thay vì đấy mình hỏi luôn là salary luôn là được rồi. If you have any questions, I'm looking for help from you. Bỏ write to me soon nhé. Nhiều bạn bị này quá. Thư formal không nói mấy cái từ này nhá. Write to me soon gì đấy. Đây là thư informal. Và formal thì bao giờ cũng là your sincerely hoặc là faithfully. Chưa nhá.